đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hutech. Em đang là sinh viên năm cuối, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Sao giống nhau như vậy? Tới đây cho chị vỗ tay một cái. Dạ chưa hết chị. Chưa hết. Thì bên cạnh đó, công việc làm thêm của em là một nghệ sĩ xiếc của bộ môn sức mạnh đôi tay, và là một huấn luyện viên yoga và là một giáo viên tiếng Anh. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Từ từ để chị bình tĩnh, chị nổi da gà hết trơn nè. Ai cũng nói là cái nghề diễn viên là nhiều người yêu và đào hoa. Thật chất là không phải. Riêng em á, em thấy bản thân em thì em đã trải qua 2 mối tình rồi. Và 2 mối tình em đều thất bại, bị cắm sừng. Đi tới đo nhịp tim thử coi là có đưa tay ra coi đo huyết áp rồi gì đó, điện nhịp tim coi có đập mạnh không. Sao? Dạ mạnh. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bậy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Đập thử con có nghe không? Ôi. Hả? Rồi em thấy sao? Khô.